Rồi, đây là cầu vượt ngã ba Vũng Tàu, giao nhau giữa xa lộ Biên Hòa và quốc lộ 51 thì Vũng Tàu, quý vị bên phải đây. À, từ đây đi Vũng Tàu 90 cây số nữa là đi U cấp đó. Đó, quốc lộ 51. Rồi bên phải là siêu thị Bixi, bữa nay mùng 1 Tết. 4 giờ rưỡi chiều đóng cửa. Rồi bên phải là Sona DC, quản lý các khu công nghiệp Biên Hòa. Khu công nghiệp Biên Hòa đây có cái khu đầu tiên là khu công nghiệp Biên Hòa 1, đây phải là gì? Sau này mới lập ra khu công nghiệp Biên Hòa 2, bên phải là gì đây? Rồi ngoài ra còn có khu công nghiệp Hamata, khu công nghiệp Long Thành, Bố Nai, vân vân. À, khu công nghiệp Biên Hòa 2 nằm bên phải xa lộ, nếu mà đi từ trong Sài Gòn đi ra. Còn bên tay trái xa lộ là siêu thị Biên Hòa 1, là khu công nghiệp Biên Hòa 1. Rồi đây là đường xa lộ Biên Hòa, đoạn đi qua đúng tên của nó là thành phố Biên Hòa. 6 làn xe. Qua đây chỉ cần vài chuyên gia thôi để có thể quản lý được cái xưởng. Bên phải là các cái nhà máy tập đoàn của Thái Lan, của Nhật Bản đầu tư của Hàn Quốc. Đây, tập đoàn Thaco, xe được lắp ráp sản xuất trong nước rất là nhiều, nhưng mà phần công nghệ đỉnh điểm chưa có tiếp cận được. Của Nhật Bản sản xuất Salon Bass, cạnh đó là hãng của Ben. Rồi đến đây là khu vực giao nhau giữa xa lộ Hà Nội, những đường hẻm vô trong nhà cửa phố xá và còn nhìn tới khá vắng vẻ.
đây là hướng về ngã ba Tâm Hiệp nè quý vị. Mình á, đây những vị qua vòng xoay Tâm Hiệp, đây công viên Tâm Hiệp đây. Vòng xoay Tâm Hiệp ha, tôi sẽ quẹo vô hướng đi Biên Hòa cho quý vị xem nha. Đi thẳng luôn là đi Phan Thiết, đi Huế, đi Hà Nội quý vị. Rồi, tôi sẽ trái vô trung tâm Biên Hòa đây. Đây, vòng xoay Tâm Hiệp quý vị, mùng 1 Tết, 4 giờ 45 chiều. Chợ Tâm Hiệp. Đây tôi sẽ quẹo trái, đây là đường Trần Quốc Toản. Chiều 1 Tết. Qua cầu Trần Quốc Toản. À, vì thấy người dân Biên Hòa ăn Tết mùng 1 rất là sung.
Rồi, hẹn gặp lại quý vị những hình ảnh về Biên Hòa mới nhất nha. Tết vui vẻ nha, Happy New Year. Năm mới may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe. Ok, goodbye, see you.